dặn trước khi đi xa. Con phải tự chăm sóc bản thân, tránh xa những thị phi cạm bẫy ơi. Cha mẹ đừng buồn, con sẽ không sao. Ra xã hội đầy dẫy lo toan ơi, lo ăn ở tất cả mọi thứ, một mình con phải tự lập hết. Mẹ có cha, một ngày dài vất vả trôi qua, con trở về căn phòng thân quen, vui buồn nhớ bữa cơm mẹ nấu. Nhưng chưa tràn tình thương, cuộc sống trải qua bao sóng gió, con giờ đây đã khôn lớn hơn, mới nhận ra một điều giản đơn. Đi khắp thế gian không đâu bằng nhà. Dịch Covid ngày càng lan nhanh, con rất lo cho gia đình. Con ở phương này yên tâm làm ăn, mong đại dịch Covid qua đi ơi, con lại về.